đó, gắn cái cọng dây lên cao lên xíu nha, không coi chừng nó rớt xuống là nước nó vô đó. Chị đi đâu xách đồ nhiều vậy Tiểu Thư? Rồi thằng Tùng đâu, số nó không phụ em, em đang bệnh đó. Anh Tùng đi công chuyện với anh Hào rồi, em nằm nhà hoài cũng chán nên định đi vòng rồi ghé siêu thị mua đồ luôn. Điều này là đi đánh nhau nữa rồi phải không? Không có đâu chị. Thôi mệt nên phòng nghỉ đi. Dạ em. À tiền phòng á cuối tuần em gửi chị nha. Trời đất ơi, tiền phòng lúc nào không được Tiểu Thư. Em không phải Tiểu Thư nha. Em không phải Tiểu Thư, em là vợ của ông Tùng đúng không? Dạ. Ủa, nhiều nhớ đàn cho chị nghe nha. Dạ. Thằng Hào sữa, thằng quỷ sứ, mỗi lần mày xuất hiện là xúc sổ đổ tháo của tao tùm lum hết trơn à. 1, 2, 3, 4 nhiêu tiền tôi trả. Chà, ngon ha, mày giàu ha, mày giàu quá mày trả mấy tháng tiền nhà cho tao đi. Đẹp trai mà khó khăn quá. Đẹp trai là một chuyện, tiền nhà vẫn phải đòi mày. Tao nói cho mày biết, gặp thằng chủ nhà khác là anh đuổi cổ mày đi lâu rồi. Nó thiếu anh mấy tháng tiền nhà vậy anh? 3 tháng. Ông già ông bị sản anh. Dạ, anh ơi, em phụ trách vô bày ra nha. Nha. Chà, ăn nhậu nữa ha. Ủa, mà mày đại ca mà sao thấy tối ngày mày mua mồi mua rượu không vậy? Còn thằng này không hùng gì trơn. Sao biết không hùng? Tao hùng cái sức nè. Tụi nó nặng gần chết luôn nè. Ây da. Tiền nhà của nó, bài bữa tôi trả luôn cho. Chà, mày đúng là đại ca tốt luôn nha. Đại ca sao bằng đại gia. Ông Bảy, làm gì nãy giờ người ta kêu mà không trả lời vậy? Không nghe đâu. Kêu vụ gì? Chở người ta đi chợ Đà Lạt. Kê cưng. Trời ơi, công nhận. Trời ơi, ngon quá nãy ơi. Trời ơi. Ngon quá. Ăn đi. Ngon quá trời. Ngon. Alo. Cái gì vậy? Cứu gì cứu? Mày gọi nữa tôi cứu đầu mày á. Không gọi lại nữa nghe chưa? Cứu gì trời? Có chuyện gì vậy? Ôi mấy thằng tép râm tép riêu mà không quan tâm nó làm gì. Ôi bà chị ngon quá chị hai ơi. Chắc bên em nhậu tới sáng quá à. Ừ. Để mai mốt tôi đi chợ tôi nấu thêm nữa nha. Không được, bữa nay thôi, mai nhậu là em mua mồi. Mày nói hoài mà có bao giờ mày mang qua đâu. Nhậu mà ồn ào quá. Còn em nữa, từ đây về sau đừng ra ngoài một mình, có gì cứ nói là được. Có gì đâu, em đi bộ giống như là tập thể dục thôi mà. Nhưng bác sĩ đã dặn. Em nhớ rồi. Nhưng mà có hai người nhậu đi. Nhưng mà em nói em nhớ rồi mà. Không, ngồi dạ em nghe anh lớn. Dạ. Dạ em biết rồi, em tới liền. Ủa, có chuyện gì anh? Mới đi nhậu bị đánh. Lại có chuyện nữa sao anh? Không sao đâu, anh đi chung về liền à. Nó mới gọi em nè, nó kêu cứu, em tưởng cứu đầu. Phải chứ nó kêu cứu thì hay gì. Mày lo ăn không à? Dạ. Đi lẹ. Đi xuống về gì nha. Em đi chị hai. Hai mươi giang hồ dơ hả? 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 Hai quýnh một dơ hả? Nè, tụi bay đừng làm hai chữ giang hồ nó bị thủng nha. Tao nói tụi bay biết, tao không biết quýnh lộn, nhưng tao là chùm lì đòn. Tụi bay quýnh tao không bao giờ tao té được. Tụi bay tin không? Tin không? Tao vẫn lì đòn.
Trời ơi, quyết tà le luôn rồi. Nhưng không sao, tao là vua chủ hạng mà. Tao lì lắm, tụi mày tin không? Bởi vì tụi mày không tin thì tao đâu có phun máu nhiều như vậy. Cứu em đại ca ơi! Đại ca ơi! Thấy ba mà được con ơi. Trời ơi là trời! Đại ca! Đại ca có sao không? Mày có sao không? Mày có sao không? Mẹ tìm cúc rồi. Tấn Thu, tốt lắm. Cảm ơn anh lớn. Đại ca, anh lớn được tiền chưa đại ca? Đại ca. Ồ, mày tới rồi hả? Ngồi đi. Có sao không? Hỏi cô khác được không? Chứ cô này khó trả lời quá. Anh làm gì vậy? Thì của mày đó. Em không lấy đâu. Nhận đi. Thôi mà, anh chị còn nhiều việc phải làm lắm, em không lấy tiền đâu. Yên tâm đi, anh chị vẫn còn tiền, nhận đi. Không. Anh em không à, nhận đi. Em nói là mày không coi tao là anh em hả? Mày có đánh trúng nào đâu, tàn bị nó quánh không à. Mai là có anh đỡ, chứ không là cái mặt anh nát luôn rồi đó. Thôi nhận đi, lèm bèm hoài. Nè. Cảm ơn anh. Mà nè. Sao nhiều vậy? Có nhiều đâu, mày làm gì hết tiền hoài vậy? Nè, đừng nói với tao nha. Mày cờ bạc hay nghiện ma túy gì nha? Mày dính nói mày chết với tao nha. Anh Thuận, trời ơi, em là giang hồ văn hóa mà, đâu có đụng vô ba thứ đó. Vậy tao sẽ hết tiền. Tại em có nhiêu tiền em cũng đưa cho gia đình người yêu em hết á. Còn anh Lụng hả? Dạ đúng rồi, làm như em bị mất nghiệp hay sao á. Mỗi lần gia đình bên đó kẹt cái là hỏi em, kẹt cái hỏi em, em giống như là cây ATM vậy đó. Em khổ hết sức à. Bởi vậy, tại vì thực sự ra là ảnh thương em nhiều quá thôi, chứ không là em bỏ lâu rồi. Nè, anh làm gì vậy? Anh đừng, trời ơi kỳ lắm nha. Em phải em than vãn để xin tiền anh nữa đâu, anh đừng làm vậy. Anh hiểu mà, cầm lấy nè. Em không có lấy đâu. Mà lấy không? Anh nghĩ sao vậy, em lấy tiền của anh? Tao đếm từ 1 tới 3 mày không lấy là thôi nha. Anh đếm tới 10 em cũng không lấy nữa. 1. Em không có lấy. 2. Em mà lấy tiền của anh em làm con chó luôn á. 299. Anh đừng có nhắc em nữa. 3. À, không lấy. Không lấy đúng không? Không. Vậy thôi đi về. Khoan anh, khoan. Lấy đúng không? Bậy, lấy làm chó mà nói rồi. Vậy mày kêu lại làm gì? Em mà đụng vô mấy tờ 500 nó làm chó liền luôn. Vậy mày kêu lại làm gì? Nay mình chiến thắng rực rỡ, có tiền mình đi nhậu đi anh. Không được, bây giờ khuya rồi, nhậu chị mày lo. Thì bây giờ mình nhậu quán được, mình về nhà mình nhậu. Mày điên hả? Về bay biển cho chị mày dọn hả? Đi về. Vậy thôi anh về đi, em về nè. Anh Tùng! Anh Tùng! Anh Tùng ơi! Tiền anh Tùng ơi! Anh Tùng! Trời ơi, cố tình cho mình nè.
Trời ơi, 2,5 triệu luôn. Nãy nói là không lấy rồi. Giờ sao đây? Về. Không được nữa. Mà bây giờ bỏ ở đây tụi nhân viên tưởng khách bo nó lấy. Ai mà bo tới 2,5 triệu. Chắc đại gia quá. Nhất định mình không lấy số tiền của anh Tùng. Lấy làm chó. Mấy đứa ơi, đổi nó 2,5 triệu mấy đứa ơi. Có ai đó không? Diễm Phương! Diễm Phương! Diễm Phương! Diễm Phương! Lần sau, đừng có chơi trò nhát ma nữa. Anh mà cũng sợ ma nữa hả? Em thừa biết anh sợ ma. Anh sợ ma là bởi vì tâm lý của anh á, luôn luôn lo sợ là mình đang làm chuyện xấu đó. Đừng có làm những chuyện đó nữa được không anh? Anh Tùng. Tôi không làm. Tiền đó cho em trị bệnh. Vậy thì em không trị bệnh nữa. Em nói cái gì vậy hả? Thì trước sau gì em cũng chết. Em không chết vì lo lắng cho anh thì cũng chết vì bị người ta trả thù. Cảnh tượng lúc nãy anh nhìn thấy đó, trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Thôi được rồi, để anh tìm cách nói chuyện với anh lớn. Cái gì vậy? Lớn rồi, không phải con nít đâu. Móc ngoéo, hứa phải giữ lời, thất hứa là sẽ bị trời phạt đó. Em về đi. Đừng đi theo anh nữa. Anh không xứng đáng đâu. Sao lại ích kỷ vậy chứ? Anh làm vậy vì em thôi. Em còn cả một tương lai phía trước. Tội tình gì chứ? Nhưng đó không phải là tất cả của em. Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Còn anh biết cảm xúc của em như thế nào không hả? Sao anh ích kỷ như vậy chứ? Được rồi. Nếu anh không tự tin vào bản thân của mình thì em không ép. Em có sợ nghèo? Em có sợ cực khổ? Em chỉ sợ duy nhất một điều là anh bỏ em thôi. Thank you.
Đại ca, đại ca, mình bớt không được không? Có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Trời ơi, từ qua giờ anh lớn gọi cho anh tại sao không được? Tao quên sạc pin. Trời, thôi bây giờ không nói nhiều nữa. Đi thôi em, đi gấp đi, có chuyện lớn rồi. Được rồi, đi. Dạ. Dạ, em đi đi chị. Đại ca, kết thúc chuyện này. Anh sao vậy? Đại ca, anh ổn không? Trời ơi, thiệt tình luôn. Nào giờ anh rất tập trung, mà sao bữa nay anh bị sao vậy? Sao để tụi nhỏ nó quýnh khuôn mặt anh mấy bá luôn vậy? Trước sau gì cũng chết. Em không chết vì lo lắng cho anh thì cũng chết vì bị người ta trả thù vậy. Anh, anh suy nghĩ gì vậy? Đại ca, nghĩ gì vậy? Anh lớn tới. Dạ, chào anh lớn. Anh lớn. Cũng may là em tới kịp thời, nếu không thì một số anh em đã không có được trở về. Anh không muốn chuyện này kéo dài. Tùng à, anh muốn tối nay em kéo một số anh em qua giải quyết nhóm Thắng Bò, kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Anh lớn, em có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Em xin lỗi, em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Đại ca, nói gì trời? Dạ, dạ, anh lớn. Dạ, anh lớn thông cảm. Chắc nãy nó quýnh lộn, anh bị mấy cây đập vô đầu nên nó năng lung tung. To tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo. Tại sao? Em muốn có một sống bình thường. Em không muốn chuyện đâm chém nó xảy ra nữa. Mong anh lớn hiểu. Thôi được, em theo anh lâu năm, em thừa biết tính anh. Anh không bao giờ bắt ép đàn em, cứ theo nguyên tắc cũ mà làm. Đi tụi bay. Anh lớn, anh lớn, anh lớn. Trời ơi, là trời chết rồi. Đại ca mới nói gì vậy? Ông tên là lớn nhưng mà ông rất nhỏ mọn. Cầm mồm. Theo xin lỗi ông đi. Anh Tùng đâu mà? Anh Tùng. Anh Tùng. Anh Tùng anh. Trời ơi em buồn quá. Anh Tùng, anh sao? Hả? Anh Tùng. Anh đây nè. Lại bị đánh nữa rồi. Anh không sao. Anh báo cho em một tin vui mà. Tin vui là anh thoát chết đúng không? Đây là trận đánh cuối cùng của anh. Trận đánh cuối cùng? Anh nói thiệt hả? Vậy là anh chịu nghe lời em rồi. Từ nay trở đi em không phải lo nữa rồi. Em mới là người lo nè. Mày lo gì? Sao không lo? Anh mới nói gì? Trận đánh cuối cùng. Trận đánh cuối cùng là anh bỏ nghề giang hồ. Cuộc đời em sao? Cuộc đời em như thế nào anh mới chịu trách nhiệm cuộc đời của em chứ? Mày bị đê hả? Mày đê. Tại sao tao phải chịu trách nhiệm cuộc đời mày? Chứ không phải anh là người dẫn lối đưa đường em vô cái con đường giang hồ này không? Thì sao? Nhỏ lớn em chỉ biết nắm đấm thôi. Bây giờ tự nhiên anh nói anh bỏ nghề, anh dẫn em vô con đường này. Bây giờ ngày nay em phấn đấu sự nghiệp em, giang hồ của em càng ngày càng thăng tiến. Bây giờ anh kêu anh rút cuộc đời như thế nào? Rồi từ ngày về sau em làm gì em sống? Hay là mày kiếm gì đó mày kinh doanh đi. Tao chỉ biết quýnh lộn thôi, giờ cái kinh doanh. Hay em ở ngoài em sáng suốt, em chỉ với nó kinh doanh cái gì hay học cái gì đó đi. Hay
Hay là tôi chỉ anh Hào đánh đàn violon. Trời ơi, từ đánh lộn chuyển qua đánh đàn violon. Ta thí dụ ta đánh trống, ta đánh đàn, ta có bạn bè đánh chung nhau nó vui. Đánh violon đứng chỗ đánh như tự kỷ vậy đó. Không chịu không nói đâu. Không, cái này giờ ta nói đúng. Đúng gì? Mày cố gắng học giỏi đi. Rồi hàng ngày mày dẫn mày vô quán nhậu, mày đàn mà xin tiền người ta. Không có đâu. Bữa mới ngồi nhậu có thằng đánh đàn violon kế bên em đạp nó cái văng ra khổ quán luôn. Mắt mới mày đánh người ta. Chỗ đang ngồi nhậu vui tôi hỏi e sao chịu nổi. Không. Thôi vậy. Bây giờ em hỏi thiệt chị nè. Bây giờ người bình thường, bây giờ học bao nhiêu lâu mới thành tài được? Người bình thường á thì khoảng 5 năm. 5 năm còn ngu ngu như em mấy năm? Tôi nghĩ là khoảng 10 năm á. Trời ơi, đợi thành tài chắc lên bàn thờ ngồi rồi. Chưa được sao? Dạ, thật sự khó quá chú. Đến bây giờ á, con vẫn chưa tìm ra được một cái vị nào thật đậm đà nhất. Vậy nghỉ đi rồi mai là tiếp. Dạ thôi được rồi, con tuổi trẻ mà, con quyết tâm phải thành công. Phải cho ra một cái vị cà phê uống phải thật đã, cà phê là phải đã. Tham vọng như vậy là tốt. Mai đây mở quán riêng mà đừng có giành khách của chú nha. Ủa, sao chú biết hay vậy? Tham vọng mở quán cà phê của cháu, cả thế giới này biết, đâu phải riêng mình chú. Chú mong cháu thành công. Dạ, con cảm ơn chú. Chào cô. Cà phê dùng được không cô? Cà phê này ngon lắm. Là anh pha hả? Cảm ơn cô. Tôi thấy cà phê này ngon hơn mấy quán khác. Nhưng mà anh có ngại khi tôi góp ý không? À, cô cứ tự nhiên. Tôi sẵn sàng đón nhận những lời góp ý chân thành. Tôi thấy cà phê này nó hơi thiếu thiếu một chút gì đó. Thiếu một chút xíu nữa thì sẽ đạt được cái độ hoàn hảo của nó. Cảm ơn cô. Nếu được á, lần sau cô ghé lại, tôi hứa sẽ mời cô một ly cà phê đạt đến độ hoàn hảo. Cảm ơn anh. Nếu có dịp á thì tôi sẽ ghé. Cảm ơn. Anh tính tiền giúp tôi. À, không. Không phải tính tiền. Ly cà phê này tôi mời. Tôi góp ý vậy, anh có buồn không? Không. Ngược lại, tôi phải cảm ơn cô nhiều hơn nữa kìa. Cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều lắm. Một ly cà phê đạt độ hoàn hảo chắc chắn sẽ dùng cho một người phụ nữ trên cả tuyệt vời thưởng thức. Tôi hứa.